Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ test i9 13900K ở trên bên Z790. Và cụ thể nó là chính là mã Z790S Strix. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một tính năng khá là hay của bên Asus dành cho những anh em mà không biết tinh chỉnh nhiều trong BIOS. Chúng ta chỉ biết bật, cũng là biết ấn XMP thôi. Chúng ta sẽ nâng RAM lên. Và thứ hai là giới thiệu tính năng để giúp đảm bảo nhiệt độ của con chip i9. Rồi, chúng ta sẽ ấn F7 để vào nút Advanced cho mọi người xem. Và chúng ta sẽ chuyển sang mục AI Tweeter. Bên Asus đợt này sẽ cho chúng ta 4 chức năng. Chức năng đầu tiên là chúng ta sẽ chạy BIOS mặc định. Thời gian đầu thì nó sẽ chạy ở mức điện năng tối đa, nhưng mà sau một thời gian ngắn nó sẽ trở về mức TDP là 253W. Và chức năng thứ hai đó chính là disable, tức là chạy từ đầu là 203W luôn, không phải là chạy một thời gian full điện nữa. Enable là removal early miss, nghĩa là chúng ta sẽ chạy full điện năng của chip i9 13900K, sẽ không giới hạn bất kỳ một chức năng gì cả. Từ CPU sẽ bung hết hiệu năng của nó. Và chức năng thứ tư thì đó chính là remove early miss, nhưng mà giới hạn nhiệt độ 90, tức là sẽ chạy bung hiệu năng sức mạnh của con chip, nhưng mà nhiệt độ nó sẽ chạy không quá 90. Và trong bài test hôm nay mình sẽ test 4 trường hợp này để cho mọi người xem là hiệu năng khi thực tế sử dụng 3 chức năng này như thế nào, và chế độ nào sẽ là tối ưu nhất cho mọi người khi sử dụng với những chiếc main Z790 của Asus. Đây, mình sẽ show lại hình ảnh của bộ cây này. Mình sẽ sử dụng con tản, đó chính là Thermalright Frozen Horizon 360 RGB. Thế rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các bài test nào mọi người. Bây giờ mình sẽ test Siemens HR3 với chế độ đó chính là tắt APAD. Tức là PL nó chỉ khoảng 203W, đúng như cái gì thông số mà Intel đã công bố. Và nhiệt độ rất là mát. Chỉ 81 độ cho đến 82 độ thôi. Xung nhịp thấp hơn một chút, đó chính là 5.2 và 4.1, 4.2. Rồi, chúng ta sẽ xem kết quả là 37.000 điểm. Thấp hơn mức bình thường là khoảng 40.000. Tức nó sẽ khoảng từ 80% hiệu năng, nếu mọi người bị nếu bật ở chế độ này sẽ bị giảm gần ý hiệu năng. Còn về hiệu năng đơn nhân thì sẽ không bị ảnh hưởng gì mọi người nhé. Mọi người lưu ý này, có tắt hay bật thì hiệu năng đơn nhân sẽ không bị ảnh hưởng, vì hiệu năng đơn nhân sẽ không cần phải cần tiêu thụ lượng điện lớn như thế, nên là hiệu năng đơn nhân sẽ không ảnh hưởng. Và xung nhịp của chúng ta vẫn để lên cao 5.8 bình thường, và chỉ hiệu năng đa nhân của con CPU mới bị ảnh hưởng đến cái vấn đề này thôi. Đấy, mọi người lưu ý chút cho mình ở chỗ ý. Và mình sẽ vẫn mở cái file mỗi lần mình test. Đấy, căn bản là mình dùng file này để tham chiếu với các con CPU khác cho tiện nữa, nên là cũng ngại đổi file, nên mọi người thông cảm chút cho mình ở vấn đề ý. Mình sẽ vẫn dùng một cái file chuẩn để gọi là mình lấy đó làm mốc chuẩn để mình test với các con CPU khác. Và sau này nữa cả có một sản phẩm nó mới ra mình sẽ test. Rồi bắt đầu mình sẽ render đó. Rồi và mình giờ sẽ tua nhanh đến kết quả. Đấy. Rồi. Và sau một quá trình render thì nhiệt độ trong khoảng 80-82. Đấy, xung nhịp là từ 5.5. Anh em xin lỗi, xung nhịp vẫn là từ 5.1.2 cho đến 4.1-4.2. Đấy. Thời gian render là 10 phút 42 giây. Nhiệt độ vẫn rất là mát. Đấy. Và mình nhớ không nhầm thì kết quả này khá là tương đồng so với việc mở hiệu năng. Đấy, việc mở full hiệu năng hoặc là test trên các dòng sản phẩm main khác không có chức năng này giống như Asus, cụ thể là main Giga chẳng hạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ test ở mục mở hiệu năng xem nhiệt độ và kết quả thời gian render nó sẽ ra sao. Bây giờ mình sẽ tiến hành test Siemens R23 ở chế độ mở full hiệu năng. Và mọi người thấy là vừa mới bật lên thì nhiệt độ đã đạt đến 95 độ rồi. Đấy. Nếu mà chạy 10 phút thì chắc chắn nó chính là nhiệt độ sẽ đạt đến 100 độ và hiệu năng sẽ bị giảm đi, và xung nhịp sẽ bị giảm do quá nóng. Và điểm số khi mình test một lần được đó chính là được 39.000 điểm, 39.700. Đây là điểm số rất là bình thường ở con chip i9 13900K, tức là nó đã đạt những mức hiệu năng chuẩn của một con chip. Tuy nhiên đây chỉ là test một lần thôi, nếu mà test nhiều lần thì
con tản nhiệt này sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu, và con bên cũng không thể đáp ứng yêu cầu và nó sẽ quá nhiệt. Cách để khắc phục trong trường hợp này là mọi người sẽ tinh chỉnh lại các thông số ở trong BIOS. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ không phổ thông. Và hôm nay mình cũng chỉ nói đến 3 chế độ trên thôi. Và mình sẽ tiến hành test GoldRender ở trên, vẫn ở trong chế độ này, thì mọi người thấy là nhiệt độ cũng rất là cao, luôn luôn đạt trên 90 độ C. Và nhiệt độ cao nhất nó sẽ đạt là 98 độ. Đấy. Sau khi render nó chỉ là 10 phút 21 giây. Đấy. Nhanh hơn so với ở chế độ tắt đi hiệu năng là 20 giây. Đấy. Tức là hiệu năng sẽ không hơn nhiều. Đấy. Một thằng là 10 phút 41 giây, một thằng là 10 phút 21 giây. Đấy. Mà trong khi đó lượng điện tiêu thụ nhiều hơn và nóng hơn rất là nhiều, nóng hơn mười mấy độ mà chỉ giảm được 20 giây trong thời gian render. Như vậy, ở chế độ mở full hiệu năng này mình đánh giá là không tối ưu. Tiếp đến mình sẽ chuyển sang chế độ giới hạn nhiệt độ ở mức 90 độ C. Đấy. Thì mọi người thấy là khi CNR23 chạy thì nhiệt độ lúc nào chỉ hệ thống tự giới hạn hiệu năng sao cho nhiệt độ tỏa ra chỉ là 90 độ thôi. Đấy. Tức là khi mà nó quá cao ấy, thì zoom nhìn nó phải giảm xuống để đảm bảo cho nhiệt độ về 90 thì đương nhiên chắc chắn là hiệu năng sẽ giảm rồi. Đấy. Nhưng mà sau một thời gian test thì điểm số nó chỉ là 39 điểm thôi, tính ra chỉ có giảm hơn 700 điểm so với lúc trước. Đấy. Như vậy là hiệu năng sẽ không bị giảm đi quá nhiều, thậm chí là gần có thể coi là tương đương. Và mình sẽ tiếp tục test với Corona ở chế độ này. Thì đương nhiên rồi, nhiệt độ lúc nào cũng ở 90. Và thời gian gian xung nhịp thì có bị thay đổi đi một chút. Đấy, lúc lên lúc xuống nó sẽ dao động từ 5.4 cho đến 5.5. Đấy. 5.4, 5.3, 5.5. Đấy. Và thời gian gian đơ nó là 10 phút 26 giây. Thật sự đây là thời gian gian đơ có thể coi là không chênh lệch mấy so với ở chế độ mở full hiệu năng. Mà nhiệt độ thì luôn luôn ổn định ở mức 90-92 độ, do BIOS đã tự điều chỉnh nhiệt độ sao cho hợp lý nhất. Đấy. Điều chỉnh nhiệt độ và hiệu năng hợp lý nhất. Và qua 3 bài test vừa rồi thì mình đánh giá đó chính là ở chế độ thứ 3, đó chính là Performance Enchanted mở và giới hạn nhiệt độ ở mức 90 là chế độ tối ưu nhất về hiệu năng lẫn nhiệt độ. Đấy. CPU lúc nào cũng giữ ở mức 90 độ và không quá nóng. Đấy. Còn theo mọi người thì chế độ nào sẽ là tối ưu nhất dành cho bên Asus mà dành cho ai không biết tinh chỉnh nhiều? Một là mát mẻ hẳn khi để chế độ 205W bằng cách tắt hiệu năng, hoặc là muốn tản nhiệt, mọi người sẽ mua một tản nhiệt rất là đắt tiền để dùng hết hiệu năng của con chip này, hoặc là giới hạn nhiệt độ ở mức 90 độ mà chúng ta sẽ vẫn có một hiệu năng mạnh mẽ. Mọi người hãy để lại ở phía dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn mọi người ở các video lần sau, hẹn mọi người ở các bài tiếp lần sau.